Tôi đang xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X này, được sơn độ 3D với màu sắc xanh lá cây cực kỳ đẹp các bạn nhá. Đi cùng với đó là bộ tem rất là thể thao và phong cách luôn. Và với phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, là phiên bản không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS nên giá bán hiện tại của nó cũng rất rẻ luôn, chỉ vào khoảng tầm 36 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu cho mình một phiên bản sơn độ 3D rất đẹp này rồi, đến từ mẫu xe Honda Winner X, một mẫu xe côn tay 6 số đến từ nhà Honda được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam chúng ta quan tâm. Trang bị thì điển hình tiên tiến, gần như là full chọn trên một cái mẫu xe thể thao này rồi các bạn nha. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để có thể gửi tới các bạn cái mẫu xe này cũng như cập nhật mức giá bán của tất cả những dòng xe còn lại từ những màu sắc sơn zin đến những màu sắc sơn độ để các bạn có thể theo dõi. Mình sẽ ngồi thử để các bạn có thể nhìn ngắm nhá. Với những bạn móc dáng vào khoảng tầm mà 1m65 trở lên là hoàn toàn có thể điều khiển mẫu xe này một cách ok và thoải mái. Mình đã chạy rồi 3 năm rồi, từ khi mẫu xe này ra mắt đến thời điểm hiện tại, cực kỳ ok luôn và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Sau đây thì để các bạn có thể biết kỹ hơn thì mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Mình sẽ review một cách chi tiết cụ thể từng mẫu xe một, từng phiên bản một. Giờ các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây, mình sẽ review qua về phiên bản màu xanh lá cây này trước đã các bạn nha. Sau đó sẽ tiến vào bên trong đại lý để quay các phiên bản màu sắc khác nữa để các bạn có thể tham khảo thông qua video này. Phải nói một điều ấy, cái màu sắc này cực kỳ đẹp luôn, thể thao phong cách. Mình đăng lên thì được rất nhiều anh em quan tâm trong thời gian vừa qua, để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình khá là nhiều và muốn mình quay cận cảnh trực tiếp hơn một màu sắc phiên bản màu xanh lá cây này. Với logo GTR được làm to bảng rất đẹp luôn, cùng với những cái họa tiết tem xe được thiết kế bằng những đường kẻ sọc cực kỳ thể thao và phong cách. Phiên bản này được lên từ phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha, nên giá bán của nó cũng sẽ rẻ hơn trong thời điểm hiện tại. Trong thời điểm tháng 7 của năm 2023, mức giá bán có cao hơn một chút vào khoảng tầm từ 33 triệu trở lên đến cao nhất vào khoảng tầm 36 triệu 500 cho những màu sắc sơn zin đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn một chút ở phần đầu xe này, thiết kế cũng rất ngầu. Với những bạn nào điều kiện kinh tế thấp thấp một chút này, muốn có cho mình một dòng xe côn tay Underborn ở phân khúc 150cc, côn tay 6 số, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe ở đây. Hiện tại với mức giá bán này vẫn đang rẻ hơn so với mức giá bán đề xuất của hãng tầm từ 13 đến 15 triệu. Một mức giá bán cực kỳ tốt luôn cho mẫu xe Honda Winner. Hệ thống phanh đĩa trước, ngàm phanh Nissin 1 piston. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống phanh đĩa cho cả trước và sau luôn. Chỉ có những phiên bản cao cấp sẽ được trang bị thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS một kênh cho phần bánh trước của xe. Thiết kế dàn nhựa của phiên bản mới năm 2023 này cũng được trau chuốt hơn, tỉ mỉ hơn. Mặt đồng hồ cũng nhìn đẹp hơn, thông suốt hơn trên mẫu xe. Và tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key các bạn nha. Phiên bản các bạn đang theo dõi nó sẽ không có cổng sạc 2.1A như những phiên bản cao cấp. Màu sắc rất đẹp rồi. Kể cả phiên bản màu xanh này các bạn muốn lên hệ thống phanh chống bó cứng ABS cũng có luôn các bạn nha. 100% hệ thống đèn full LED trên cái mẫu xe Honda Wix này. Gần như với những ai là fan của top 5 ấy, yêu thích những dòng xe top 5 đăng lên thì các bạn biết qua dòng xe Honda Wix rất là nhiều luôn. Bởi mình gần như ấy đưa lên những cái thông tin về cái mẫu xe Honda Wix này cũng cực kỳ nhiều trong thời gian vừa qua. Giá thành của nó cực kỳ tốt các bạn nha. Và sau đây mình sẽ tiến vào bên trong đại lý để có thể gửi đến các bạn thêm một số các cái phiên bản khác nữa để các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình là những phiên bản là từ sơn zin đến sơn độ của mẫu xe Honda Winner trong thời điểm hiện tại. Kể cả những phiên bản sơn độ màu xanh Cyan này, phiên bản sơn độ Repsol thể thao cũng rất đẹp các bạn nha. Có cả phiên bản phanh ABS, có cả phiên bản phanh không ABS để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại với dòng xe Honda Wix ở đây. Trong thời điểm này, với mức giá bán cụ thể như sau, mình sẽ báo lần lượt từ những phiên bản sơn độ đến những phiên bản sơn zin trước các bạn nha. Sơn độ ấy, với những phiên bản sơn độ mà trang bị hệ thống phanh thường thôi, chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS thì giá bán của nó vào khoảng tầm 36 triệu 500 trong thời điểm tháng 7 như chiếc xe phiên bản màu xanh lá cây và phiên bản màu xanh sơn các bạn đang theo dõi. Còn Repsol các bạn lưu ý cho mình, giá bán sẽ cao hơn vào khoảng tầm 39 triệu 500 trong thời điểm hiện tại với trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Còn đối với những màu sắc sơn zin ấy, các bạn nhìn này, phiên bản màu đỏ nhám ở đây là một phiên bản phanh thường cho các bạn nha. Bởi một số bạn mua cái phiên bản màu đỏ đen ấy có nhờ đại lý lên cho nó cái hệ thống phanh ABS thì đại lý đã nhường toàn bộ dàn nhựa cho để các bạn có thể có cho mình những cái trải nghiệm. Hiện tại mà các cái phiên bản giá bán rẻ nhất là những phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS với 3 màu sắc: trắng đen, đỏ đen và đen bóng, giá bán hiện tại chỉ 33 triệu trong thời điểm này.
33 triệu các bạn nha. Trong khi đó thì những phiên bản đường đua HRC các bạn đang theo dõi sẽ có mức giá bán là 36 triệu 500, ngang bằng với những phiên bản sơn độ không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. 36 triệu 500. Kể cả đường đua HRC cũ 2022 và đường đua HRC mới năm 2023 ở đây các bạn đang theo dõi. Rất cụ thể và chi tiết. Và với mức giá bán của những phiên bản cao cấp với 3 sự tùy chọn về phần màu sắc bao gồm có đỏ nhám, đen nhám, bạc nhám, giá bán hiện tại là 35 triệu 500 nghìn đồng trong thời điểm tháng 7 này. Toàn bộ giá bán mình báo với các bạn đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký thì tùy theo hộ khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau. Mình lấy ví dụ ở Lai Châu mình, tiền đăng ký cho mẫu xe Honda Winner X phiên bản sơn zin là 1 triệu 7 ở huyện và 3 triệu 7 ở thành phố các bạn nha. Còn đối với màu sắc sơn độ các bạn bỏ thêm một chút tiền nữa, bởi toàn bộ cà vẹt giấy tờ của xe sẽ là những màu sắc sơn độ đó luôn. Các bạn lưu thông trên đường hoàn toàn yên tâm luôn các bạn nha. Với 2 triệu 3 ở huyện và 4 triệu ở thành phố. Rất cụ thể và chi tiết như vậy để các bạn có thể theo dõi thông qua video này. Về phần giá bán cũng như những cái nội dung về tiền đăng ký của mẫu xe Honda Winix để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp tất cả những mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D này và gần với chợ trung tâm của thành phố các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Nga Thứ là quản lý lý số điện thoại 0969188283 sẽ anh tư vấn cụ thể gửi đến các bạn về mẫu xe này. Với những bạn nào quan tâm vẫn đang còn hàng, không riêng gì ba chiếc sơn độ ở đây đâu, mà trong kho hàng vẫn còn một số những cái màu sắc tương tự như này nữa và có một số những cái màu sắc mới nữa để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Hiện tại ở khu miền Bắc ấy, thì chỉ có ở Lai Châu mình này và Phú Thọ, Vĩnh Phúc là sẽ có những màu sắc sơn độ 3D trên dòng xe Honda Wix mà thôi. Và một số những cái mẫu xe khác nữa như là mẫu xe Honda Grand Pha, Honda Vario cũng sẽ có những cái màu sắc sơn độ rất đẹp nữa các bạn nha. Để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại với dòng xe Honda Wix trong lúc này. Và đó toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp các bạn thông qua video này. Rồi, cái đó giao đại của mình. Nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.